Chào anh em, như video trước mình đã nói, mình đã hướng dẫn về cái HDR rồi thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách làm nó nâng cao hơn một chút xíu và nó thủ công hơn. Rồi, thì nó cũng đơn giản là nó cũng gần giống như HDR thôi, nhưng mà vấn đề ở đây là cái cách ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn nó sẽ linh hoạt hơn. Và cái mà người ta hay gọi cái cách làm này là luminosity mask ha. Luminosity là ánh sáng á, mask là mặt nạ, thì nó là những cái cách làm nó gần như tương đương thôi, nhưng mà vấn đề là nó rất là thủ công. Thì ví dụ ở đây mình bữa trước là mình có làm ba hình ha, thì bữa nay cái nguyên tắc thì cũng là như thế thôi, đó là mình sẽ chụp ba tấm hình. Khi đi chụp mình sẽ chụp ba tấm hình, một hình sáng, một hình đúng đúng sáng và một hình tối. Một hình sáng là để chúng ta lấy chi tiết vùng tối, một hình trung bình để chúng ta lấy vùng trung bình, và vùng tối để chúng ta lấy ở cái những cái chi tiết sáng. Ví dụ đây, những cái hình này thì các bạn đang thấy nó là tối đúng không? Thì đây là cái hình mà trung bình này, và đây là hình sáng. Thì ở hình trung bình các bạn có thể thấy là bởi vì cái hình này chụp ở buổi sáng và nó mặt trời đang lên, và đồng thời là chụp ở khu rừng nữa, thành ra là cái contrast nó rất là cao. Thì ở khu vực tối này các bạn có thể thấy là ở khi mà mình chụp và nó hơi vừa đủ á, thì nó không đủ sáng ha, nó không đủ sáng, cho nên là khi chúng ta kéo lên á thì nó không thể cứu được và nó vẫn bị noise khá là nhiều. Đồng thời ở khu vực sáng này các bạn có thể thấy là nó bị cháy hoàn toàn luôn. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta phải gặp. Thì ở đây khi chúng ta chụp tối đi nè, đó thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể cứu được ở khu vực này. Tối thì tất nhiên vẫn tối rồi, nhưng mà ở khu vực sáng này đó thì ta có thể thấy là chi tiết ở trong cái khu vực rừng này nó cũng lên rồi đó. Thì đây chúng ta chụp ba tấm, một tấm sáng, một tấm trung bình và một tấm tối. Thì điểm khác biệt ở đây so với cái HDR là gì? Thì cái HDR là chúng ta bắt buộc phải chụp cùng một lúc, nghĩa là bấm ba tấm thì tất cả những cái cảnh như thế nó phải đứng yên một chỗ. Ví dụ như là chúng ta cần chụp HDR mà đám cưới thì sao, đúng không? Chụp 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 cưới đi thì không thể nào bắt cô dâu chú rể đứng yên để chúng ta chụp ba tấm được, rất là khó. Cho nên là cái cách mà mình hướng dẫn ngày hôm nay sử dụng Luminosity Mask á, thì nó rất là tiện ở cái vấn đề là chúng ta chỉ cần chụp đúng sáng cái tấm cô dâu chú rể, chúng ta chỉ cần chụp tấm đúng sáng thôi. Còn chụp tấm tối và tấm tấm tối và tấm sáng như thế này, chúng ta nói cô dâu chú rể đi ra cũng được. Đấy, thì đại khái là cái cách. Bây giờ chúng ta sẽ vào cách làm nó nè. Đầu tiên là mình sẽ mở cái hình hình trung bình lên. Như đây là hình tối này, hình sáng và hình trung bình. Mình sẽ kéo cái hình trung bình mở bằng Photoshop. Và ở đây cái cách làm chúng ta là như sau ha. Luminosity mask có nghĩa là ở chúng ta dự sử dụng cái ánh sáng, cái sử dụng từng cái vùng sáng để chúng ta tạo ra cái mặt nạ ha. Mask, cái layer mask thì chắc các bạn cũng đã biết rồi, đó là đơn giản thôi, là chúng ta tạo ra được một cái layer mới, sau đó tạo ra một cái layer mask. Và đây mình sẽ fill cái này màu màu đen đó. Fill toàn bộ cái layer này màu đen ha. Và mình sẽ tạo layer mask. À, để cho nó dễ mình sẽ chọn màu đỏ đi, màu logo của mình chẳng hạn thế. Rồi, layer mask là cái gì? Đây, layer mask là cái này ha. Phần màu mình sẽ mở rộng này ra chút xíu. Đó. Thì cái phần màu đỏ, cái phần màu trắng này nè, đó. Các bạn dùng rồi, mình sẽ dùng rồi đó. Thì cái phần màu trắng là chính là cái layer mask. Cách tạo layer mask thì đơn giản thôi, bấm là mình sẽ delete ra đi ha. Tạo layer mask này, cái chọn bấm vào đây và chọn vào layer mask thì nó sẽ ra cái layer mask. Đơn giản không? Thì cái cách dùng layer mask thì đơn giản như sau, thì nó là cái biểu diễn cho cái vấn đề là cái khu vực nào chúng ta muốn giữ, khu vực nào và chúng ta muốn bỏ. Ví dụ như đây, khi đã đang ở trong layer mask ha, chúng ta phải nhớ là chọn vào layer mask ha, nó có cái vùng chọn bộ khung như thế. Thì đây mình sử dụng cái brush màu đen, chúng ta bôi vào đây. Đó, thì bạn có thể thấy là nó sẽ ra được cái hình tròn kiểu như này. Đó, nó ra hình như này. Mình đề phím Alt+F, mình click vô. Thì đây cái phần màu đen, phần màu đen ở trong layer mask hiển thị cho cái vùng mà chúng ta không chọn. Còn phần màu trắng là vùng mà chúng ta hiển thị là chọn ha. Đó, thì đơn giản thì nó là layer mask thì nó đơn giản như thế thôi. Thì ở cái channel, ở cái luminosity mask ở đây chúng ta sẽ sử dụng trên channel. Cái panel channel và panel window này, và chúng ta chọn là channel 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 channel. Đây. Đó. Thì nguyên tắc ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái hình trung bình, cái hình trung bình có độ sáng trung bình để chúng ta chọn ra vùng tối
vùng sáng và chúng ta vùng tối hơn, vùng sáng hơn, vùng tối hơn nữa, vùng sáng hơn nữa, để chúng ta sử dụng clear mask đó ép cho những cái hình mà chúng ta sẽ để vô. Ví dụ đây mình sẽ mở hai cái hình này, chúng ta để lên trên. Đó, đây là hình tối này, đây là sáng này. Vì đây mình sẽ đặt tên là sáng. Đó, và cái này mình sẽ đặt tên là tối. Thì đây đơn giản thôi, là ví dụ như là mình mở hình tối đi, thì đây mình sẽ làm sao để tạo được cái vùng chọn là khu vực bị cháy xém, để mà mình tạo layer mask cho vùng tối để chỉ thể hiện cái layer ở vùng tối này ở cái vùng bị cháy xém thôi, tương đương ngược lại với lại cái hình sáng ha. Thì đây cách tạo như sau, mình sẽ tạm thời ẩn hai cái layer này đi, mình tắt cái con mắt đi ha. Và mình qua cái background là cái hình trung bình hồi nãy, mình trung bình ha. Và chúng ta qua phần channel. Phần channel ở đây đơn giản thôi, chúng ta để phím control, chúng ta click vào trong cái thumbnail của cái RGB. Click vào một cái thì mặc định Photoshop nó sẽ chọn cho chúng ta vùng sáng ha, vùng sáng 50% trở lên. Nó sẽ chọn cái vùng sáng. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái layer và mình sẽ đặt tên là sáng. Đây cái layer mask này, ta click cái thì đây mình sẽ đặt tên là sáng. Đấy, ok ha. Cái RGB, cái đại khái lúc đầu đó nó đặt tên là alpha, thì cái channel alpha này nó thể hiện cho vùng chọn thôi, chỉ đơn thuần đó là một cái lưu vùng chọn thôi, đơn giản thế thôi. Thì đây mình sẽ chọn cái alpha ha, mình sẽ tiếp tục chọn cái vùng sáng hơn ha, thì mình sẽ đè phím control, click vào đây cái và mình sẽ đè phím control alternate shift. Đè control alternate shift, nếu như bạn chọn sử dụng MacBook thì nó sẽ là command option shift. Chúng ta click vô, các bạn sẽ thấy là cái biểu tượng ở cái ngón tay của chúng ta bây giờ nó sẽ là plus, nghĩa là multiply nhân. Nhân ta click vô cái thì nó sẽ chọn vùng sáng hơn chút xíu. Thì mình tiếp tục lại click vào đây và chúng ta ra được alpha 2. Đó. Và tiếp tục mình lại bấm control alternate shift, mình click cái nữa thì nó sẽ chọn vùng sáng hơn nữa. Chúng ta lại click vào đây cái ra tạo layer mask ha. Lại control alternate shift và click cái nữa thì nó chọn vùng sáng hơn nữa. Click cái. Đó, thì đơn giản nó là như thế thôi. Mình thích thì mình có thể multiply thêm một phát nữa. Đó. Thì là chúng ta có những cái vùng sáng như thế này. Rồi, tiếp theo chúng ta đã chọn được cái vùng sáng rồi. Như các bạn, như hồi nãy cái khái niệm lận về layer mask thì mình có nói rồi đó. Cái phần màu trắng thể hiện cho vùng chúng ta chọn, phần màu đen thể hiện cho vùng chúng ta không chọn. Thì đây là chúng ta đã có cái phần đó, như phần sáng nhất các bạn để thấy là ở chúng ta đã có vùng chọn rồi, chúng ta đã có vùng không chọn rồi ha. Đây chúng ta chọn cái vùng khu vực bị cháy sáng này, khu vực sáng hơn chút xíu, sáng hơn chút xíu, sáng chút xíu nữa. Rồi tiếp theo nữa, làm sao để chúng ta tạo được cái khu vực, cái vùng chọn tối trong Photoshop thì nó có cái tổ phím đơn giản lắm, Ctrl Shift Y là đảo ngược vùng chọn. Đơn giản không, đảo ngược vùng chọn thì đơn giản thôi. Mình sẽ click vào đây cái, click vào cái alpha ha, và mình sẽ alpha 1 đây này là vùng tối sáng 1 á, thì mình sẽ bấm control shift y đảo ngược lại, thì các bạn thể thấy là chúng ta đảo ngược lại là chúng ta chọn vùng tối rồi. Mình lại click cái nữa thì cái alpha 6 này các bạn thể thấy là khu vực tối chúng ta đang được chọn. Nhớ nha, cái phần màu trắng là phần chúng ta chọn, phần màu đen là phần chúng ta không chọn, ok ha. Tương tự tiếp theo nữa, mình sẽ chọn cái vùng tối hơn nữa bằng cách là control alternate shift và click vô. Click vô chưa? Để lại đi, đây cái. Rồi control alternate shift và click vô cái. Và mình lại tạo layer mask mới. Tiếp, tạo layer mask mới. Tiếp, lại tạo layer mask mới và tiếp layer mask mới. Đó, điểm là chúng ta chọn càng lúc càng vào những cái vùng tối. Đó, các bạn thể thấy là chúng ta đã có rất là nhiều kênh để chúng ta chọn rồi. Và bây giờ công việc của chúng ta rất là đơn giản ha. Công việc chúng ta rất là đơn giản, ví dụ như là khu vực tối, bây giờ mình sẽ lấy những chi tiết ở vùng tối ha. Lấy những chi tiết ở vùng bị đây ở vùng trung bình, các bạn thể thấy là khu vực trên này nó đây, mình sẽ tô cái này nó màu đỏ lên, các bạn có thể thấy ha. Đó, khu vực này nè, cái khu vực này chúng ta chụp trung bình mà là nó đã bị cháy rồi, cho nên là các bạn có kéo kiểu gì đi nữa thì nó vẫn sẽ bị cháy thôi, thành ra chúng ta phải sử dụng cách này. Mình sẽ click vào cái tối này ha, và mình sẽ qua đây mình chọn cái khu vực nào, mình chọn khu vực bị cháy sáng. Đây khu vực này mình cảm giác như cái này là ok, mình sẽ chọn cái này, click vào đây một cái ha, để phím control và click vào cái và chúng ta quay trở lại RGB. Được, quay trở lại RGB đó, chúng ta quay trở lại. Thì đây các bạn đã có cái layer
chọn đúng cái vùng cháy sáng đúng không? Và bây giờ mình tạo layer mask. Đó, và các bạn sẽ có kết quả kiểu như này. Thì ở cái kết quả đây nó là sao? Nó đưa lại từ cái vấn đề là ở cái vùng cái hình, cái khu vực bị cái layer tối á, nó sẽ chỉ hiển thị ra ở cái khu vực bị cháy sáng mà mình chọn thôi. Ok không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần điều chỉnh lại chút xíu. Mình sẽ sử dụng thêm cái phần này và mình bôi bớt đi ở khu vực màu đen. Mình sẽ tạo cái layer màu đen, là layer mask. Mình sẽ không có cho nó vướng vào đây. Mình chỉ đơn giản là mình ở khu vực này thôi. Còn cái khu vực mà mặt trời kiểu như này, các bạn có thể thấy là kể cả cái khu vực tối đi nữa thì nó cũng đã vốn dĩ cái hình tối nó bị cháy rồi, nó là mặt trời mà. Thành ra là mình sẽ bỏ cái khu vực này đi. Mình chỉ đơn thuần là lấy được cái khu vực mây ở phía trên này thôi ha. Và mình sẽ bỏ khu vực này đi. Mình sẽ sử dụng layer mask, mình click vào đây và bôi đen, màu đen ở khu vực này. Sẽ bôi lại trắng ở phần này. Ui, đó, đại khái là thế. Chúng ta đã có kiểu như này rồi. Tất nhiên là mình sẽ bôi lại khu vực này, chúng ta đã có chi tiết rồi, thành ra là mình cũng không cần thiết nữa. Màu đen chứ. Đây, màu đen, mình sẽ fill lên màu đen. Rồi, mình sẽ giảm opacity của thằng này một chút xíu để mình vừa đủ thấy thôi. Mình chỉ cần vừa đủ thấy cái mây ở đây thôi. Đó, và chúng ta có được cái chi tiết đơn giản kiểu như thế ha. Rồi tiếp theo là bây giờ khu vực tối ha. Mình sẽ sử dụng cái sáng và mình sẽ tìm những cái chi tiết ở vùng tối và chúng ta lấy lại. Như ở đây mình tối thì mình có thể là mình sẽ lấy cái này chẳng hạn thế, hoặc là cái này. Đây, mình sẽ lấy cái này. Quay trở lại RGB, quay trở lại đây và bấm Alt+F một cái. Và chúng ta sẽ có tất cả chi tiết ở khu vực tối. Kiểu như này mình sẽ zoom vô cho các bạn thấy ha. Đó, đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Chúng ta có rất là nhiều cái chi tiết ở khu vực ở phía trong này. Đó, một số cái tàn cây phía trong. Mình không biết các bạn coi lại video thì các bạn có thể thấy được hay không, nhưng mà đại khái là có. Ok. Như là khu vực vùng cỏ này. Đó, nó tối này và chúng ta rõ chi tiết luôn. Rồi, sau khi xong rồi chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thì mình sẽ bỏ khu vực phía trên này đi. Phía trên này để mình coi thử chúng ta có nên bỏ hay không. Không, nó vướng vào đây chút xíu. Rồi, ok, thì chúng ta đã có được một cái bức hình kiểu như này. Bây giờ rất là đơn giản là mình sẽ thay đổi contrast, tăng contrast lên một chút xíu cho nó ok hơn. Ở đây mình sẽ tăng contrast lên. Brightness mình có thể giảm đi chút xíu. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ tăng cái curve để mà mình tăng contrast nó ok hơn chút xíu. Rồi, và mình sẽ tăng vibrant lên để cho nó đậm đà cái màu sắc hơn. Đó, thì các bạn có thể vận dụng cách này tương tự cho vấn đề cô dâu chú rể. Có thể rất là đơn giản đúng không? Và chúng ta không bị... Ôi mẹ ơi, rác. Mà khu vực đẹp như thế này mà lại có rác, what the hell man. Rồi mình sẽ bỏ cái rác này đi. Bỏ cái rác này đi. Mấy ông nội đi du lịch thì tới mấy khu vực này đừng bỏ rác chứ. Rồi. Rồi, sao nó không xóa nhỉ? Rồi kệ cha nó, tí nữa mình gom lại thì mình sẽ xử lý nó sau. Rồi, bây giờ cái khu vực phía trên này thì mình sẽ tìm khu vực phía trên này để mình xử lý cái màu xanh ở phần phía trên phía trời. Mình sẽ lấy cái này. Đây, mình sẽ lấy cái này. Đó, thì các bạn có thể thấy là mình rất là linh hoạt trong vấn đề là mình chọn cái vùng mà mình thích ha. Như đây là mình sẽ bật cái Quick Layer Mask lên. Thì các bạn có thể thấy là mình đang chọn khu vực này. Và mình sẽ không muốn lấy cái này. Mình sẽ chỉ lấy cái phần phía trên thôi. Là phần phía trên thôi. Tắt Quick Mask đi. Và mình sẽ cho cái màu xanh này, có thể là nó sẽ phải đậm hơn chút xíu nữa. Tại vì ở đây mình đang cảm thấy nó khá là nhạt cho cái phần bầu trời. Phần bầu trời xanh đây nè. Nó bị cháy. Đại khái là thế. Sau khi xong rồi thì mình có thể là đơn giản là tăng cái phần sáng ở phía thực tế là ở phía này là khu vực phía trước, thành ra là mình cũng không cần phải để tâm quá là nhiều.
Rồi bây giờ mình có thể blend màu vào khu vực sáng bằng cách là ở mình đang muốn có một sự thay đổi một chút xíu, nó đặc sắc hơn trong cái hình của mình. Thì cái hình này nó đang ở, các bạn thể để ý một số cái phần sắc độ ha, nó có phần nóng và phần lạnh, thì mình sẽ làm cho nó cái phần nóng lạnh nó nổi bật hơn bằng cách là mình sẽ chọn ra cái phần sáng và phần tối, phần layer sáng đây như cái phần này chẳng hạn, thế thì mình sẽ làm cho nó gọi bắt lại RGB, mình sẽ làm cho nó và mình sẽ blend cái phần màu nắng lên một chút xíu. Màu nắng ở đây thì mình sẽ sử dụng màu hơi cam một chút xíu, màu hơi cam một chút xíu, và phần này thì mình sẽ để màu xám, tại vì cái chính là mình sẽ chuyển sang sử dụng cái blending mode là soft light, và ở soft light á, thì phần nào màu xám thì nó sẽ bị biến mất ha. Thành ra là chúng ta có thể linh hoạt vấn đề là ở ta muốn contrast nó như thế nào. Ví dụ như đây là mình muốn contrast nó thấp hơn chút xíu, nó hơi đậm màu hơn chút xíu thì mình chọn màu xám nó đậm hơn thôi. À, phần này thì mình sẽ chọn cái phần tương đối đỏ lên để cho nó đậm màu lên coi. Khá là ok. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ tạo một cái phần màu tương đối lạnh cho vùng tối. Ví dụ mình lấy cái này, cái này, cái này. Lấy cái này đi. Ê, back lại, back lại, back lại. Đấy, và mình sẽ chọn cái Radiant Map cho khu vực tối, và khu vực tối tất nhiên là mình sẽ sử dụng màu xanh này và màu xám này mình sẽ sử dụng cái này thôi, và mình click OK và mình sẽ chuyển nó sang là soft light. Rồi soft light đây rồi, mình sẽ giảm opacity đi chút xíu. Đó thì mình sẽ có kết quả kiểu như này. À, có vẻ như là hình của chúng ta nó khá là ổn rồi ha. Nó hơi có một chút xíu gọi là nó viền tím một chút ở đây mà không có vấn đề gì cả, kệ nó đi. Đó thì đây là cái hình gần như là cuối cùng mà mình đã có. Các bạn thể thấy là chúng ta đã có rất là nhiều cái chi tiết ở trên cái hình của chúng ta. Mình sẽ gom hết lại và mình sẽ đẩy tẩy những cái rác này đi. Các bạn thể thấy là nó khá là khó chịu, mình không biết các bạn cảm thấy như nào. Nhưng mà với cái hình đang đẹp như thế này, tự nhiên có mấy cái cọng rác này nó bỏ vô nó phí hết cái tấm hình của chúng ta, tự nhiên in lớn lên cái lỗ là mấy cục rác, không thể tin được. Mà tại sao lại có thể đi chơi xong rồi vứt rác ra hồ kiểu như thế này nhỉ? Ok rồi, các bạn thể thấy là đây chúng ta đã có cái hình đó là ok ha. Và là mình sẽ cho các bạn thấy cái ảnh trước và sau. Đây là trước này và đây là sau, đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Các bạn thể thấy là chúng ta có rất là nhiều cái chi tiết trong ảnh, và với cái hình như thế này mà chúng ta in ra thì nó sẽ rất là ok, rất là tuyệt vời. Thì cái ứng dụng ở trong ảnh cưới thì như mình nói đó, thì chúng ta có thể rất là linh hoạt trong vấn đề là layer mask làm sao chúng ta chỉ cần một cái tấm hình trung bình là chúng ta sử dụng hình cô dâu chú rể thôi, còn lại là hình sáng và hình tối để chúng ta lấy cái chi tiết ở khu vực cháy sáng và cháy tối, thì chúng ta sẽ có được cái hình nó đầy đủ chi tiết, chúng ta in lớn ra nhìn nó rất là sinh động, nó đặc sắc và nó hoàn toàn khác biệt so với lại cái mặt bằng chung. Tất nhiên nó hơi tốn thời gian một chút xíu, nhưng mà chụp hình là một nghệ thuật, và tất nhiên là hậu kỳ cũng là một nghệ thuật nữa, cho nên là đã mất công thời gian đi chụp rồi thì tại sao lại sợ tốn thời gian ngồi chỉnh. Rồi ok, hình này thì mình mượn của anh Thanh Tùng Photo, các bạn có thể tới 42 Nguyễn Thái Bình, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để in ảnh canvas chất lượng cực kỳ cao, có thể lưu trữ được tới 50 năm. Và đừng quên like, share, subscribe và cho mình biết là ở tutorial sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.